Thì công dụng của nó là cường gân kiện cốt, nó hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp vô phong thấp, rồi thoái hóa cục sống nè, gai cục sống nè, đau thần kinh tọa. Tiếp nữa là nó bổ thận tráng dương, ít tinh khí, giúp hỗ trợ tăng cường sinh lực và sinh lý cho các anh các chú. Ngoài ra về vấn đề tiêu hóa thì nó sẽ giúp kiện tỳ, bổ khí huyết, dưỡng tâm an thần. Ngoài nữa là nó giúp tiêu hóa tốt, làm hồng da và tóc đen tóc. Và đặc biệt là nó giúp tăng cường trí nhớ. Phan Hải lại kính chào quý bác sĩ mình ha. Rất vui khi được gặp lại quý bác sĩ mình trên kênh YouTube Phan Hải Channel. Đầu tiên, Phan Hải xin cảm ơn tất cả các bác chị mình 7 năm nay đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh YouTube chia sẻ những bài thuốc dân gian Phan Hải Channel. Thì đến bây giờ thì kênh Phan Hải Channel được tồn tại và được phát triển như ngày hôm nay cũng là nhờ cái công lớn nhất là của cô bác anh chị mình. Trong cái khoảng thời gian gần đây, trong cái khoảng thời gian bao nhiêu đó, nó không quá dài, nó cũng không quá ngắn, 5-7 năm, những bài thuốc dân gian của Phan Hải cũng đã chia sẻ lên và cũng có rất là nhiều của bác chị mình quan tâm. Và có một số của bác chị mình không có tiền chữa bệnh thì chúng ta cũng áp dụng và có những cái kết quả cực kỳ tuyệt vời. Thì thông qua đây Phan Hải cũng xin cảm ơn của bác chị mình, thông qua cái màn ảnh mà của bác chị mình tin tưởng Phan Hải mà sử dụng bài thuốc. Thì như vậy thì lòng tin của bác chị mình quá lớn dành cho Phan Hải. Bởi vậy thì Phan Hải luôn tìm kiếm những bài thuốc dân gian luôn có công dụng tốt và có cái chi phí điều trị thấp, hạn chế tối đa cái chi phí cho các anh chị mình tham khảo ha. Nếu chúng ta không có bệnh thì chúng ta nên ghi lại, sau này gặp ai bị bệnh thì mà khó khăn thì chúng ta sẽ chia sẻ lại. Còn nếu mà có người mà bây giờ không bệnh nhưng sau này chắc gì không bệnh đấy, thì chúng ta có thể hoàn cảnh khó khăn nữa, không ai mà giàu ba họ, không ai mà có ba đời, thì lỡ sau này khó khăn thì chúng ta cũng có cái mà chúng ta lấy ra mà chúng ta hỗ trợ. Rồi hôm nay thì Phan Hải sẽ chia sẻ cho quý bác chị mình một cái thang thuốc rất là bổ dưỡng cho chúng ta trong cái cuộc sống hiện tại. Kinh tế đi xuống, tiền bạc thì khó khăn, ăn uống thì nó thiếu thốn. Từ đó thì cơ thể chúng ta nó bị rất là nhiều vấn đề, trong đó là vấn đề về thiếu chất, không có ăn những cái loại thức ăn mắc tiền bổ dưỡng, thì như vậy cơ thể dần dần nó suy kiệt. Thì hôm nay cái thang thuốc này Phan Hải chia sẻ thì nó thích hợp cho tất cả chúng ta, nam nữ hoặc là người già người trẻ thì cũng sẽ rất là tốt. Sau lưng Hải đây là những cái thông tin mà cô bác chị mình muốn có số Zalo của Hải và nhờ Hải mua hộ dược liệu ha. Đây cô bác chị đọc kỹ ha. Đây. Thang này có tên là Đại Bổ Thang ha. Quy cách đóng gói của bên Đông Y ở chỗ mà Phan Hải đặt về là nó như thế này. Đúng quy cách của một Đông Y. Rồi. Công dụng của cái thang thuốc này là cái gì? Cái thang thuốc này nó được mang tên là Đại Bổ Thang, mà dùng để ngâm rượu. Đại Bổ Thang ngâm rượu ha. Thì cái thang thuốc này ở đây nó có tất cả những cái thông tin mà cô bán chị mình có thể là tham khảo khi cô bán chị đến tới tay của bán chị mình. Thì cái thang thuốc này nó hội tụ hơn 20 vị thuốc. Hôm trước Hải có chia sẻ của bán chị mình là thang thập toàn đại bổ thì nó có 10 vị. Sau này Phan Hải chia sẻ của bác chị mình thang rocket là nó có 15 vị. Thì thang này nó có hơn 20 vị. Nó gồm có những cái vị thuốc gọi là vị thuốc chủ, vị thuốc chính. Ví dụ như nhân sâm, đương quy, bạch trực, bạch thược, hoàng kỳ, bạch linh, xuyên khung, thuộc địa, nhung hưu, đông trùng hạ thảo. Và rất là nhiều cái dược liệu khác rất là tốt cho sức khỏe, bổ dưỡng cho sức khỏe chúng ta. Thì tất cả những cái thành phần này nó được phối với nhau, nó sẽ tạo ra một cái bài thuốc đại bổ giúp điều hòa, phục hồi và tăng cường những chức năng của ngũ tạng, ví dụ như tâm, can, tỳ, phế, thận. Đồng thời nó giúp tăng cường thể lực, sức đề kháng và chống lão hóa, là chống lâu dài cho chúng ta đó.
cụ thể cái công dụng của cái bài thuốc này. Ở đây nó có hai độc trong này luôn. Sau này cô bác chị mình nhận về, có nhờ bà Hải mua hộ thì nhận về, nó cũng giống như Phan Hải đang phát, đang chia sẻ của bác chị mình đây. Cái công dụng của nó là kiện cường gân kiện cốt, có nghĩa là tốt cho xương và tốt cho gân, mạnh gân khỏe xương á. Đấy, nó hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp vô phong thấp, rất là tốt cho những người bị đau nhức xương khớp nè, rồi thoái hóa cột sống nè, gai cột sống nè, đau thần kinh tọa, tuyệt vời không? Những chúng ta đang uống những cái loại thuốc và đang dùng những cái loại thuốc mà trị thoái hóa xương khớp, đau nhức cột sống, rồi thoái hóa cột sống, gai cột sống và bệnh phong thấp, ê ẩm mình mẩy, thì chúng ta sử dụng thêm cái thang này thì nó như là ngựa mà có cánh vậy. Ngựa có cánh gọi là thiên lý mã. Rồi tiếp nữa là nó bổ thận tráng dương, ít tinh khí, giúp hỗ trợ tăng cường sinh lực và sinh lý cho các anh các chú, cho các chị các cô. Đấy, cái công dụng này là mình biết là rất là nhiều người thích, nhất là các anh các chú, ok chưa? Rồi ngoài ra về vấn đề tiêu hóa thì nó sẽ giúp kiện tỳ, bổ khí huyết, dưỡng tâm an thần. Thì kiện tỳ là nó giúp chúng ta tiêu hóa tốt, bổ khí huyết có nghĩa là nó bổ máu, dưỡng tâm an thần có nghĩa là nó giúp chúng ta ngủ ngon, hỗ trợ điều trị mất ngủ, hỗ trợ điều trị mất ngủ, rồi hay đau đầu, khó ngủ, rồi ngủ không ngon giấc, ngủ chập chờn, ngủ không sâu. Ngoài nữa là nó giúp tiêu hóa tốt, làm hồng da và tóc đen tóc, có nghĩa là khi mà chúng nó bổ huyết rồi, nó bổ huyết rồi thì nó sẽ nuôi dưỡng da chúng ta đẹp và tóc chúng ta đẹp, đen, da đẹp, hồng hào, tóc đen. Đấy. Và đặc biệt là nó giúp tăng cường trí nhớ. Bởi vì sao? Khi nó được lưu, nó giúp lưu thông hoạt huyết rồi thì máu huyết chúng ta nó lên não đủ. Máu huyết lên não đủ thì nó giúp chúng ta ngủ ngon. Máu huyết lên não đủ thì nó giúp chúng ta ngủ ngon. Thì khi mà ngủ ngon thì tuyệt vời lắm. Ngủ ngon thì nó giúp đẹp da nè, nó giúp cải thiện lại trí nhớ nè. Bởi vì sao? Một ví dụ một cái chi nào đó, ví dụ cái tai chúng ta đi, máu huyết nó lưu thông nó bị tắc nghẽn. Hay nói về thần kinh tọa đi, nó đau một bên cái chân ha. Mà cái chúng ta không điều trị kịp thời thì đau thần kinh tọa nghĩa là nó bị chèn dây thần kinh rồi chèn mạch máu. Thì từ đó thì cái giò chúng ta nó bị đau. Khi chúng ta không có điều trị kịp thời thì cái chân đó nó bị teo. Nó bị teo. Não cũng vậy. Khi mà chúng ta bị thiếu máu não lâu ngày thì máu nó lên não không đủ, thì từ đó thì nó nuôi dưỡng não không có đủ. Từ đó thì lâu ngày thì nó sẽ bị giảm trí nhớ, nặng nữa thì teo não và mất trí nhớ. Thì cái nồi lạc nó giúp lưu thông hoạt huyết rất là tốt đó, rất là tốt cho chúng ta. Thì từ đó máu lên não nhiều thì nó giúp tăng cường trí nhớ cho chúng ta, ăn ngon ngủ tốt, bổ huyết, bổ tinh khí, bổ gân cường cốt, rất tuyệt vời không? Đó, mình chỉ cần như vậy thôi là mình có thể là rất là tuyệt vời trong cuộc sống rồi. Thì một thang này á là chúng ta có thể là ngâm với lại 10 đến 12 lít rượu, từ 8 đến 12 lít rượu. Rượu gạo lò nấu ở 35 độ. Một hồi đi Hải sẽ sổ ra cho quán chị mình ha. Ngâm trong vòng 30 ngày là chúng ta sử dụng dần được. Mỗi lần sử dụng là chúng ta sử dụng 2 đến 3 ly trong bữa ăn, mỗi ngày 2 lần. Đấy, thì nó sẽ giúp chúng ta hỗ trợ như vậy. Bây giờ Phan Hải sẽ sổ nó ra ha. Chia sẻ của bán chị mình đây. Người ta cột như thế này. Đấy, thì cứ ngày xưa thì người ta chỉ khi mà hút thuốc người ta bó trong, không phải cái giấy báo này nữa. Ngày xưa một cái loại giấy mà giống nguyên giấy đen á, giấy nâu nâu. Thì của anh chị mình nhận thì cũng y như vậy thôi. Đấy. Hải sẽ banh ra và chia sẻ với của anh chị mình ha. Đây của anh chị mình, đây là cái nhung hưu nè. Đấy, đó là nhung hưu đấy. Và đây là cái nhân sâm, hai củ nhân sâm. Đây là đông trùng hạ thảo nè, đỗ trọng nè, đẳng sâm. Đó. rất là nhiều cái loại quý ha. Táo đen, kỷ tử ha. Rồi. Nó hơn 20 vị lắm, nó nhiều lắm. Đấy.
thang thuốc này hơn 1 kg ha, của anh chị mình ha, hơn 1 kg ha, thuốc bột linh. Thang này hơn 1 kg lận. Rồi chúng ta cứ về mà đếm ha, nó nhiều lắm, không có kể hết được ha. Rồi đây quan sát kỹ ha, một mâm như thế này nó nhiều lắm. Cái mâm này mâm lớn mà nó một mâm như thế này nó nhiều lắm đấy. Thì đây thì chúng ta sử dụng khoảng cả năm á. Mong rằng những chia sẻ của Hải sẽ giúp đỡ được một phần nào cho quý mắt chị mình ha. Thì rồi thì cuối cũng đã xong, thì cuối video Phan Hải cảm ơn quý mắt chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua. Phan Hải thì không biết nói gì hơn là kính chúc quý anh chị mình luôn mạnh khỏe và an lạc cùng gia đình. Bây giờ Phan Hải xin kết thúc video đây. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị mình trên kênh YouTube Phan Hải Channel và video tiếp theo.